Để làm cái video thì đầu tiên là em sẽ làm cái tiêu đề trước. Thì để làm tiêu đề thì em sẽ tìm đến cái nhu cầu thị trường đã. Thì người ta không mua cái bình này, chẳng ai mua cái bình này cả, mà họ mua một cái cảm xúc, một cái trải nghiệm nào đó. Ví dụ như ở đây là có giáp vàng này, có sự lung chảy rất là cứng để tạo ra một cái sản phẩm tuyệt diệu như này. Mà trong khi đó vàng thử lửa, tức là các cụ vàng thử lửa, vàng thử lửa, đúng rồi. Thế thì để tạo cái bình này thì cái bình này nó phải mang cái biểu tượng về một cái điều gì mà con người chúng ta khao khát. Thì mọi người khao khát là cái sự là phải rèn luyện, phải kỷ luật, đúng không? Phải thử thách bản thân. Thì những người đấy đa phần là những người rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta sẽ tìm ra những con người nào mạnh mẽ để tìm những sản phẩm. Giống như là cứ nhắc đến Camry là kiểu gì là doanh nhân dài, lớn tuổi. Mà Mercedes thì là doanh nhân trẻ, đúng không? Nhưng mà cứ đi cái xe đấy, cái xe đấy là biểu tượng cho chính cái sự thành công của họ. Nên họ mua xe đấy một phần nào đó thể hiện sự thành công. Thì cái sản phẩm này nó cũng thể mang cái tính biểu tượng đấy. Tại vì các sản phẩm này mang tính biểu tượng là chính. Thì em sẽ nhắm đến đối tượng này, ví dụ như là đối tượng là doanh nhân. Và biểu tượng của doanh nhân chính là sự nỗ lực, vươn lên, thử thách, gian lao, đối đầu, khó khăn. Thì lúc đấy mình sẽ có một tiêu đề là ví dụ như tiêu đề là doanh nhân. Và cái khao khát của họ là cái mệnh đề, cái từ khóa chính, đúng không? Thì là tại sao các doanh nhân lại hay lại trang trí chiếc bình này tại văn phòng của họ, hoặc là tại sao các doanh nhân lại sử dụng có cái này, muốn có cái gốm giáp vàng để trở lên thành công hơn. Thành công, doanh nhân từ thành công luôn luôn gắn liền với nhau. Thì chúng ta có tiêu đề rồi. Dạ. Số 1 anh đã xong tiêu đề nhé. Số 2 là anh sẽ có giới thiệu 15 giây. Ví dụ bây giờ chúng ta phải xác định nữa, cái video này mình nói là trong bao giây, mình chốt luôn trong đấy. Thì anh có 5 phút thì anh sẽ có 15 đến 20 giây làm cái video, cái giới thiệu, cái ấn tượng luôn rồi. Tấn diệu. Người ta bật cái video lên, người ta nhìn tiêu đề là ok rồi, ngon rồi, đúng là cái mong muốn của họ. Nhưng bật lên mà không đúng nhu cầu, anh nói là đi luôn. Mấy cái người ta không xem luôn. Thì anh có một cách nữa là anh đọc luôn lại cái tiêu đề này. Anh hỏi lại họ, có phải bạn là doanh nhân, bạn đã khao khát thành công, xem hết video này để hiểu tại sao có doanh nhân lại mua cái sản phẩm này, tại sao tôi lại bán được rất nhiều cái sản phẩm cho những doanh nhân. Thì là đúng cái điều họ luôn, cũng là cái cấu trúc tiêu đề đấy. Nhưng anh hỏi theo một cách nào đó để sắp xếp, hoặc là mình kích thích được cái tò mò người ta để cho người ta xem những cái đó, hoặc là thì ngay ở cái 15 giây đầu thì người ta sẽ toát lên được là giữ chân luôn đấy, đúng rồi. Tức là cái video này mục đích là sẽ nói tại sao chúng mình phải dùng. Thì khi mà mình đăng lên internet mình có thể đo lường được điều này bằng cái kiểm tra là cái video này người ta xem trung bình là bao nhiêu giây. Nếu mà video của anh 5 phút mà họ xem trung bình có khoảng 5 giây, nghĩa là video rất yếu và phát là phát luôn, đúng không? Nhưng mà nếu nó lên tầm khoảng 30 giây, nghĩa là họ đã nghe qua được cái đoạn giới thiệu rồi, sống sót rồi, ngon rồi, đúng không? Thì mình biết được đoạn giới thiệu mình là ok. Thế sang phần thứ hai là cái phần thân bài, là cái phần dẫn dắt. Thì anh gạch ra một số mệnh đề, ví dụ như là mệnh đề, ví dụ như là vàng, biểu tượng sầu sang này, tiêu đề một này, vàng này, gốm này, những cái tính năng của anh nó liên đi kèm luôn để anh làm dễ. Ví dụ như là anh liên kết câu chuyện là phần lớn các doanh nhân chúng ta phải kiên trì và thử thách, đúng không các bạn? Thế thì cái gốm này được hình thành cũng qua quá trình thử thách với 800 nhiệt độ 800 mới tạo lên cái gốm này. Và để tạo nên sự giàu sang, nghĩa là tiền bạc trong doanh nhân của chúng ta, thì cũng phải vượt qua ý chí đấy. Nên là vàng chỉ được đính và dính được chặt được vào đây khi bạn vượt qua con số 800. Dưới 800 tiền bạc bạn sẽ ra đi được mất mạng. Thế mình dẫn chứng rất là đầy đủ. Thì cái đoạn đấy của anh nó chỉ kéo dài khoảng tầm 3 phút rưỡi cho điều đấy. Sau đó đoạn cuối kết thúc video, nghĩa là anh giải thích được cái ý nghĩa tại sao nhiều người lại mua, và cái tính năng liên quan lợi ích của họ bổ sung, hoặc là ngoài mong đợi chẳng hạn, có thể là một lợi ích ngoài mong đợi, kiểu như là ngoài ra nó còn mang ý nghĩa về tâm linh học chẳng hạn. Ở đây có những cái 5 cái con chim, 5 con chim giống như 5 anh em trên chiếc xe tăng, 5 ngón tay trên một bàn tay, có thể hiện trong cái tính của bạn. Đấy này, cái này nó giống như là một cái tính tập thể, đoàn đội nhóm này. 5 con chim nó đội nhóm, mỗi người đội nhóm, và bạn là con chim nào ở đấy. Và 5 con chim này đều hướng về mặt trời, hướng đến sự thành công. Cái biểu tượng này giải thích rất là kỹ. Em vừa nhìn xong đúng không? Em đoán thế thôi, em gắn nghĩa nó. Và rừng núi, vượt qua rừng núi để tiến đến về ánh sáng mặt trời, nó là biểu tượng. Nên là cái chiếc bình này nó hàm ý như vậy. Và đoạn cuối là khoảng tầm 30 giây cuối cùng, anh chốt kêu gọi hành động. Liệu bao giờ bạn muốn sở hữu điều này? Bạn cũng muốn thành công chứ? Hãy làm theo những người thành công, đơn giản vậy. Hoặc câu cuối cùng là cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Và nếu muốn bạn tìm hiểu hơn về cái văn hóa và điều mà các doanh nhân khác muốn tò mò, thì nhớ đăng ký follow kênh YouTube của tôi. Mỗi khi tôi có video mới hơn, bạn sẽ người nhận được đầu tiên.
rất nhiều cái đoạn cuối để anh có thể tạo ra. Cứ gọi người ta là đấy, phải đăng ký đi. Hoặc là nếu bạn muốn tìm hiểu hơn về những câu chuyện thành công thông qua cái hàng ý về cái văn hóa đồ gốm, có thể kết nối với tôi là Đỗ Tăng, chuyên gia đồ gốm gốm sứ, kiểu thế. Một đoạn chốt 5 phút của anh nó theo cấu trúc như vậy để dễ hơn. Tại vì khi lúc đầu chúng ta nói, chúng ta không biết, chúng ta thiếu vị văn, chúng ta thiếu văn không, thì anh để in nó ra thành một tờ giấy nhỏ, anh để chiếc điện thoại giống như này, anh một người đang quay cho anh ở đây, thế thì anh để cái tờ giấy anh gắn ngay dưới tay này đấy, hoặc anh để, anh viết là một cái bảng trắng, anh để ra chỗ này một chéo này, hoặc anh ngồi đây anh nói, anh nhìn cái bảng để anh đỡ quên ý đấy, anh đỡ quên ý. Anh cũng đã bị như thế, xong lúc nói á, nói mình không theo được cái đấy, mình không theo được, không theo cái đấy thì mình chỉ gạch đầu dòng xong là những cái ý chính thôi. Thế thì tại sao có thể nói được 5 phút mà chính xác? Thì dựa vào tốc độ nói của anh, ví dụ trên internet này em đang nói tốc độ khoảng tầm 4 đến 5 giây, 5 từ trong một giây, 4 đến 5 từ trong một giây, nghĩa là trong vòng 5 phút anh sẽ nói khoảng trên 1.5 trang, gần 1.5 trang tờ A4. Đấy, nếu mà anh soạn đoạn văn thì anh sẽ soạn một đoạn văn trung bình như vậy để anh đọc, thì nó sẽ ra tầm 5 phút. Thì đó là một cấu trúc để làm video, áp dụng với nhiều ngành, không phải mỗi yoga em thế mà. Mở màn phát thì động tác này mang lại cái lợi ích này trong cuộc sống. Thì trong đây có rất nhiều cái lợi ích khác nhau, thì trong ngày hôm nay anh có thể là bán cái gốm này cho doanh nhân, ngày mai có thể là về một cái cuộc sống gia đình, sự hàn gắn của gia đình. Tại sao gia đình khao khát hạnh phúc? Những gia đình hạnh phúc họ đều có những cái đồ gốm, họ có một cái thói quen chung là về đồ gốm. Thì đấy là lợi ích anh bán đồ gốm này cho gia đình. Đây năm con chim này giống như là ba thế hệ đấy, ông bà bố mẹ cháu kiểu như thế mình có thể cái biểu tượng vàng đâu, khi lúc vàng nó giống như là kiểu như một tút liều tranh hai trái tim vàng, kiểu như vậy, lại có câu chuyện về vàng. Thì lại thêm một cái tiêu đề là anh lan tỏa cái gốm này cho những cái gia đình, và phần lớn những gia đình mà có thiên hướng tâm linh một chút thì họ rất là hướng thiện, họ sống rất là lành mạnh, nó giống cái niềm tin của họ. Thì cái ý nghĩa tâm linh trong gia đình là chúng ta cho gia đình tâm linh, mà bây giờ ai cũng để ý đến yếu tố tâm linh. Và đó là chia sẻ của mình, hy vọng điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là đơn giản là khi chia sẻ điều gì đó thì chúng ta nên chia sẻ cái lợi ích của cái sản phẩm, chứ cái tính năng thì gần như mọi người không quan tâm mấy. Thì nói cái lợi ích thì họ mới quan tâm đến cái điều đấy của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ vừa rồi.